Em Thảo xin kính chào tất cả các anh chị yêu hoa lan ạ. Ngày hôm nay thì em Thảo sẽ chia sẻ với cả nhà về một cái dòng hoa lan mà em Thảo rất là thích. Và em Thảo đã tìm hiểu cái dòng hoa này rất là lâu rồi. Và thật sự là rất là thích cái dòng hoa này. Đó, khi mà nở hoa thì cái hoa này nó xòe ra giống như một con công. Và hiện nay thì trên thị trường thì rất là ít cái loại hoa này. Và hầu như là khi mà chúng ta tìm hiểu trên mạng ấy, nó rất là ít thông tin về cái dòng hoa này. Thật ra thì để mà nói cái dòng hoa này thì nó là cái dòng hoa lai, người ta gọi là báo hỷ lai đấy ạ. Đó, như cả nhà đang nhìn thấy rất là giống với báo hỷ đúng không ạ? Và đây là xuất xứ là từ của Thái Lan. Đó, đây, ví dụ như một chậu như này. Đó, và cái đợt này thì em có để em sưu tầm ở trong vườn. Đó, em rất là thích cái dòng hoa này nên là em sẽ để ở trong vườn của nhà em một vài chậu. Và hôm nay thì cũng trong quá trình em bán hàng ấy thì cũng rất nhiều anh chị em hỏi em về cái dòng hoa này nên là em cũng lấy về. Đó, vì lần này thì em lấy được một ít hàng thôi thì em cũng lấy về, thì em cũng không biết là nhu cầu của anh chị em như thế nào. Và riêng bản thân em thì em rất là thích cái dòng hoa này rồi. Đó, thì em lấy về 100 chậu. Thì em để lại trong vườn của em 20 chậu. Và em có một khách là đặt 50 chậu, bởi vì khách đấy cũng rất là thích và cũng hỏi em. Và em cũng đang tìm hiểu về cái dòng hoa này nên là em lấy về. Hiện tại thì em còn có khoảng tầm 30 chậu dành cho anh chị em nào mà yêu mến và muốn sưu tầm cái dòng hoa này. Và em sẽ quay một cách chi tiết về cái hoa này nhé. Và cái dòng hoa này rất là đẹp. Đó. Và cái dòng hoa này cách trồng thì cũng rất đơn giản đấy ạ. Chúng ta trồng, chúng ta lấy ra khỏi cái chậu này, sau đây chúng ta cho thêm vỏ thông hoặc là sơ dừa vào là chúng ta sẽ trồng được nhé. Và cái dòng hoa này thì nếu mà anh chị em nào mà yêu mến ấy thì chúng ta có thể là, và cái dòng hoa này thì cũng rất là dễ trồng đấy ạ. Đó, và cái dòng hoa này em cũng tìm hiểu lâu rồi. Và nếu mà anh chị em nào mà yêu mến thì có thể gọi điện trực tiếp cho em Thảo theo hai số điện thoại là 0848 626 228, 0965 495 087 là hai số điện thoại của em Thảo nhé. Đó, đây, cách thức trồng cực kỳ đơn giản, lấy ra khỏi chậu, trồng vào vỏ thông hoặc sơ dừa. Và riêng cái dòng này thì chúng ta không tưới nhiều đâu nhé. Đó, chúng ta tưới 1 đến 2 ngày chúng ta tưới một lần. Đó. Và cái đợt vừa rồi em có giao lưu với cả nhà một lần đúng không ạ? Là cái cây nó ngắn như thế này. Thực sự nó ngắn như thế này và em bán là 60.000 một cây. Thì là lúc đấy em lấy được có 50 chậu là cháy hết hàng luôn. Và từ lúc đấy là đến lúc em bán hàng thì rất là lâu rồi em không có cái dòng này em bán. Đó, em cũng không có để sưu tầm nữa. Lúc đấy là cây nó bé quá. Đó, và hôm nay thì có cây to rồi thì anh chị em nào mà muốn sưu tầm cùng em thì có thể là gọi điện cho em. Và hoa này thì khi mà xòe ra thì nó cực kỳ nó giống với như cái đuôi công ấy. Đó, đẹp, cây rất là đẹp luôn. Đó, và em cảm ơn cả nhà mình đã luôn luôn là ủng hộ shop gia đình Lan Dương Chu Thảo, địa chỉ 784 đường Trần Đăng Ninh, thành phố Lạng Sơn nhá. Và một lần nữa em cảm ơn cả nhà mình và xin chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ, mát mẻ, hạnh phúc và bình an ạ.